Anh em nè, hello anh em nha. Nay đi gửi cho khách một con máy bơm ly tâm, sử dụng cánh là cánh ly tâm, máy bơm ba ngựa này thì đầu inox này, thân inox, đầu để bằng ga, ống rào nó bụt chín. Con này thì nó đẩy xa được 700-800 mét nha. Cái này thì bình thường dây điện của nó chỉ có 5 mét thôi, nhưng mà khách bảo là nối thêm chảnh á, thêm 10 mét nữa thành 15 mét cho ra tới cái trụ điện luôn, về còn phải nối nữa thì bên mình sẽ nối cho anh từ phía trong máy ra luôn nha, để nó khỏi có cái vết nối. Thứ nhất là nó sẽ xấu, hai nồi điện anh cho đấu cho anh chỗ cắm nó này. Bơm mình thì mình gửi, mình sẽ bọc lớp bên ngoài nhé, bảo vệ đó, máy bơm 49 đẩy xa 700-800 mét nha, bơm ba ngựa khoảng 2100W, còn tương đương với 21-22 điện đó, tùy theo độ xa hay gần đó. Cái điện thì dây điện 4.2 lõi nha.